Thanh trúc kính chào và xin mời quý vị trở lại cùng với chương trình chào Washington cùng với uh, giáo sư Lê Xuân Khoa đang nói về uh, dự án của nguy đồng bằng sông cửu long. Thanh trúc xin kính chào giáo sư ạ. Dạ. Yeah. Yeah, kính chào cô. Yeah. Uh, thưa giáo sư. Um, khi mà ông viết về cái dự án của nguyên đồng bằng sông cửu long thì cái này hẳn là ông đã nung nấu cùng với nhóm bạn cửu long đã nung nấu nhiều cái ý tưởng từ lâu rồi mà như ông trình bày trong những chương trình trước là cũng có làm việc với bên những cái người mà gọi là quan tâm ở bên việt nam đặc biệt là ở trung tâm nghiên cứu biến đổi khí hậu ở đại học cần thơ. Dạ. Thì à, thưa giáo sư ở trong cái bài mà của ông ký giả david hết đó mà ừ. ông nói về à, những cái cuộc chiến mà bây giờ nó đang leo thang, nó có nguy cơ leo thang ở trên trên sông Mekong đó là cuộc chiến về nước. Thưa giáo sư, thì ông nói rằng là 11 con đập của Trung Quốc và bây giờ đã xây lên rồi và 8 con đập sắp xây nữa, nó là một cái à, điều cho thấy là Trung Quốc đang từ từ thâu tóm, đang từ từ kiểm soát hoàn toàn cái dòng chảy của sông Mekong kiểm soát hoàn toàn cái lưu lượng nước trên sông Mekong mà nó ảnh hưởng rất là nặng nề cho năm nước ở dưới hạ nguồn mà đặc biệt là Việt Nam là ở cuối hạ nguồn luôn. Thì um, thưa giáo sư um, hẳn là cái yếu tố mà Trung Quốc mà gây những cái nguy cơ đó, đặc biệt là những con đập thế. Ông thấy là tại sao chúng ta phải lập đi lập lại nhiều lần. Được. Tôi muốn nói rằng là cái đối với Trung Quốc thì nó có hai cái chiến lược, một cái tiểu chiến lược với một cái đại chiến lược. Yeah. Cái đại chiến lược là biển đông và toàn vùng khu vực Đông Nam Á thành nó muốn khống chế tất cả biển đông để làm chủ biển đông và tình hình đông nam á là nó nắm thì cái đó tôi gọi là đại chiến lược còn cái tiểu chiến lược là đồng bằng của, là xin lỗi là các cái nước hạ nguồn của mekong tức là bốn đặc biệt là bốn quốc gia thái lan lào campuchia và việt nam đó thì đấy là nó khống chế được bốn nước này thì nó là thực hiện được cái tiểu chiến lược của nó nó gần hơn nó dễ hơn là cái đại chiến lược phải đối phó trực tiếp với mỹ với lại quốc tế thành ra cho nên trong khi tiến tới cái đại chiến lược đó thì nó khống chế cái tiểu chiến lược trước thì đấy là cái ý mà ông để biết rất ông nói rằng là từ đó mà nó sẽ nó sẽ thắng được cái tiểu chiến lược này thì nó làm toàn diện ghê gớm của cái vùng toàn toàn thể cái đại chiến lược nó nhưng mà tôi muốn có một cái điểm này thì hạn chế hơn một chút trong cái 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 nhận định của ông hết là vấn đề sự thật ra dạ đó thì Trung Quốc về cái nước nguồn nước của Cửu Long nó chỉ kiểm soát được chỉ chừng ba chục phần trăm thôi chứ còn những các cái nước ở phía dưới nó đi vào các cái phụ lưu thì nó nằm ở trong tất cả năm nước ở dưới này nhiều thành do đó khi nó khống chế nó khống chế được toàn diện nó sẽ đi đến sự khống chế toàn diện bằng cách là nó áp lực về nhiều cái phương diện khác nữa à, về kinh tế cũng như về tiền bạc mua chuộc này kia đặc biệt là nó sẽ dùng nước lào thành nên chỉ khi nào mà trung quốc và lào mà kết hợp với nhau thì nó tác hại cho tất cả những các cái nước nhỏ khác thì cái nguy hiểm của mình là có ông lào nằm vùng ở trong cái bốn nước mình thành cho nên bây giờ cái cũng có một cái dấu hiệu may mắn là gần đây thái lan với campuchia hiện thực hiện thấy cái nguy cơ của Trung Quốc và cái âm mưu thâm độc của Trung Quốc thì nó đã bắt đầu họ bắt đầu tránh né Trung Quốc rồi chỉ còn Lào là bởi vì họ tham lợi trước mắt là họ nghĩ rằng họ sẽ bán điện cho các nước láng giềng họ tự nhận họ là một cái bình điện của Đông Nam Á cho nên vì ham lợi như thế mà họ muốn tiến hành thì đấy là cái cái độc hại của Trung Quốc là cho đó là họ đang cố duy trì nắm Lào để mà có thể khống chế được toàn vùng dạ. thì... ở trong cái bài <laughs> Của ký giả David hết thì ông cũng có viện dẫn một cái nhận định từ năm 2017 của um, mạng lưới uh, sông ngòi quốc tế đó. Ừ. Thì uh, cái um, thưa năm 2017 thì <laughs> một nhà phân tích độc lập là bà Yuzhen Zhou, uh, bà có tuyên bố rằng là uh, những con đập của Trung Quốc mà xây lên và tiếp tục xây lên ở trong cái đất nước của họ đó thì nó là những cái khí giới giấu mặt. Ừ. Và vì những cái khí giới dấu mặt đó mà nó uh, gọi là kiểm soát hoàn toàn cái dòng nước của mê công dòng chảy yeah. của mê công mà nó giống như là khí giới dấu mặt đó nó cầm giữ nó cầm giữ con tin của một phần tư dân số của thế giới là những cái uh, dân yeah. tộc của những quốc gia yeah. đó mà không tốn một phát súng nào là bà đã báo động về cái nguy cơ đó rồi đó yeah. mà uh, trong lúc đó, đó thì uh, việt nam nói rằng là việt nam cần phải lên tiếng với Trung Quốc về vấn đề Mekong nhưng mà hình như là cái sự lên tiếng nó không có được mạnh cho lắm kể được. cả cái Ủy hội Mekong của Việt Nam có chừng trong đó cũng không có lên tiếng được. mạnh cho lắm. Vậy cái điều đó đúng như cái tiên đoán đó rất đúng và cái mối quy đó nó rất là lớn thì cái đó nó quá hiển nhiên rồi chỉ có một cái là trông cậy vào một vài dấu hiệu cái biến chuyển của tình thế, dường như lúc này nó có thể lợi dụng được cái tình thế biến chuyển cái của Trung Quốc với lại Hoa Kỳ mà đang dùng áp lực với đấy với lại Trung Quốc. Thì may ra các cái khuynh hướng nhất là cái Thái Lan và Campuchia cũng đã ý thức thấy cái chuyện đó mà bắt đầu lánh xa Trung Quốc. Bởi Việt Nam cũng có tỏ vẻ như là cái lập trường cũng cũng muốn cứng rắn hơn. Không biết có thành thật hay không nhưng mà chúng ta nhân thế phải đẩy tới là nhân thể họ đang có cái tiếng nói đó thì phải đẩy tới họ cái chỗ là phải thực hiện cái lời nói đó tức là bắt đầu phải né tránh trung quốc thật sự và để mà hợp tác với những các cái nước nhất là bây giờ cái chiến lược mới của Mỹ bây giờ ở bộ, bộ ngoại giao Mỹ như ông ngoại trưởng Pompeo mới họp trong cách đây vài tháng ở bên Bangkok, và tuyên bố hẳn cái vấn đề là cái, cái 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 sáng kiến về lưu vực sông Mekong về hạ lưu sông Mekong, ông ấy sẽ tăng cường năm nay để mà ủng hộ cho các nước hạ lưu thì chúng ta phải lợi dụng cái dịp này để mà vận động tất cả các thứ đi theo với lại cái quan hướng đó của Mỹ để cho họ giúp mà ép cái chính phủ Việt Nam phải thực hiện cái 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 hướng đi hợp tác với lại dân sự để mà để mà cứu nguy cho đồng bằng đồ đâu cục lắm. À. Dạ vâng. À thưa nhân dịp bác nhắc tới ông ngoại trưởng Mike Pompeo về cái dạ. chuyện sáng kiến cứu nguy sông Mekong đó thì là à, vừa rồi đó, à, trong một cuộc phỏng vấn với à, à, ông chuyên gia gọi là à, Brian Eller của à, Trung tâm Stimson mà ông ta là giám đốc ừ, của đúng, uh, nghiên cứu Đông Nam Á ở dạ. trong uh, Stimson Center thì ông có nói rằng là à, Việt Nam khi mà lên tiếng để mà nói về cái nguồn nước sông Mekong thì không nên ngần ngại mà phải nói với bất cứ quốc gia nào ở trên thượng nguồn của mình tức là những quốc gia mà Việt Nam nằm hạ nguồn ở trên là phải biết bảo vệ và gìn giữ cái nguồn cái lưu lượng nguồn nước sông Mekong bởi vì đó cũng là lợi ích vô cùng thiết thực của Việt Nam yeah. à, giáo sư nghĩ là Việt Nam đã có bao giờ mà nói được cái điều đó mà tương tự như vậy không? Vâng, thì đấy là cái mà người Mỹ cũng như là quốc tế mong muốn rằng Việt Nam phải lên tiếng rõ ràng cái quan điểm của mình. Mà đấy là cái mà tôi mới đặt cái vấn đề lúc nãy là vấn đề vận động quốc tế và mình phối trí cái lực lượng bắt đầu, các cái xã hội dân sự ở trong nước bắt đầu phải gánh vác cái chuyện đó. Cho nên trong cái kế hoạch này, tôi nhắc nhở đến vấn đề là cái vai trò của xã hội dân sự và tôi muốn đưa ra một cái formula mà cái formula đó của Liên Hợp Quốc cũng như của Viện Trợ Mỹ đã áp dụng ở nhiều nơi. Tức nó gọi là Public-Private Partnership, yeah. tức là công và tư hợp tác với nhau. Thì bây giờ đẩy việt nam vào chỗ là phải hợp tác với lại các cái tổ chức xã hội dân sự chứ không phải là việt nam một mình bởi việt nam nói nhiều mà không có làm yeah. mà khi đã hợp tác với xã hội dân sự thì tất nhiên cái vai trò của xã hội dân sự nó là một sức ép nó đẩy cho cái anh chính quyền phải làm việc nhất là cái điều kiện cụ thể mà trong cái bài tôi đưa ra là vấn đề bây giờ việt nam nói rằng là san phiền và trách móc trung quốc và bây giờ muốn rằng là trung quốc phải giúp cái vấn đề sông mekong thì bây giờ việt nam phải làm một cái việc cụ thể là Việt Nam phải rút ngay ra khỏi cái dự án Luang Prabang. Đó, lấy tôi nói cái Luang Prabang là một cái dự án xây cái đập lớn nhất của bên Lào mà nếu cái đập đó nó hoàn tất thì ảnh hưởng vào đồng bằng Cầu long một cách rất là vô cùng tai hại. Nó đang được xây thưa giáo sư. Và, dạ. Mà cái anh Việt Nam chính phủ Việt Nam lại là một trong chủ đầu tư của cái dự án Luang Prabang. Dạ. Bởi thế tôi nhấn mạnh với điều kiện đó là trong cái chuyện này Việt Nam bắt buộc phải rút khỏi cái đó. Nếu mà ông nói ông không rút khỏi cái đó rõ ràng là anh không có thiện chí và rõ ràng là bây giờ phải đi tới vấn đề phải chống đối một cái kịch liệt cái chính phủ việt nam hơn nữa đây là một thử thách đây là một cơ hội cho chính quyền việt nam chứng tỏ cái thiện chí của mình chứng tỏ cái sự quan tâm thật sự đến đất nước đến dân tộc Dạ, yeah, xin cảm ơn yeah. giáo sư Lê Xuân Khoa. Kính thưa quý vị, giáo sư Lê Xuân Khoa có mặt ở trong chương trình hôm nay cũng chỉ để yeah. nói về việc cứu nguy đồng bằng sông Cửu Long. À, thưa quý vị, trên biển thì là vấn đề biển Đông đừng lưỡi bò, Việt Nam cũng bị ảnh hưởng, bị sóng gió trên đất liền thì yeah. vùng châu thổ sông Cửu Long của mình dạ. cũng bị ảnh hưởng bởi cái chủ đập của Trung Quốc à Thanh trúc xin cảm ơn thời giờ dạ. của giáo sư Lê Xuân Hoa và dạ. xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị. Xin kính chào quý vị và xin hẹn lại trong chương trình tới. Dạ. tôi xin cảm ơn đã có được cơ hội này vâng để nói chuyện với quý vị.